ăn chay đang dần trở nên phổ biến hơn trên phạm vi toàn thế giới. Nhiều người đã giảm ăn thịt và chuyển sang các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Nếu như trước kia nói đến ăn chay thì chúng ta thường chỉ nghĩ đến khu vực châu Á, nhưng giờ đây xu hướng này ngày càng được nhiều người ở các châu lục khác như là châu Âu hay là châu Mỹ ưa chuộng bởi những lợi ích mà nó đem mang lại. Thậm chí nó đã vào khẩu phần ăn của các học sinh ở trong trường học. Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, toàn bộ 1,1 triệu học sinh tại các trường học trong thành phố New York, Mỹ sẽ được phục vụ bữa ăn không thịt trong các ngày thứ hai hàng tuần. Chúng tôi đang muốn làm điều gì đó còn lớn hơn cả các bữa ăn chay, đó là tạo cho các em một lối sống lành mạnh cũng như dạy cho các em về lối sống này. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn chay chính là cách để đối phó với tình trạng béo phì đang gia tăng mạnh ở trẻ em tại Mỹ. Tỷ lệ béo phì của trẻ em đã tăng gấp đôi trong 30 năm qua. Điều này cũng làm tăng nguy cơ cho sức khỏe của các em trong tương lai. Hiện nay có những em 18 tuổi đã phải tiêm thuốc hạ huyết áp và hạ cholesterol. Nhiều trẻ em đã có các dấu hiệu của bệnh xơ cứng động mạch giai đoạn đầu và nó dễ dẫn đến mắc các bệnh tim sau này. Điều này thật đáng sợ. Do những lợi ích đối với sức khỏe nhờ việc ăn chay mang lại mà nhiều người có xu hướng giảm tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ động vật. Số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy số người ăn chay ở châu Âu đã tăng gần 10% trong những năm gần đây. Riêng tại Anh, kết quả thăm dò dư luận do một tổ chức ủng hộ ăn chay cho thấy khoảng 1,05% người dân xứ sở sương mù không bao giờ ăn thịt hoặc các sản phẩm từ động vật. Còn tại Mỹ thì 3% dân số nước này tự nhận là người ăn chay hoàn toàn. Ăn chay không chỉ có lợi cho sức khỏe mà nó còn tác động tích cực tới môi trường trong bối cảnh ngành sản xuất thực phẩm, đặc biệt là công nghiệp chăn nuôi hiện nay chiếm từ 1/4 đến 1/3 lượng khí phát thải nhà kính do con người tạo ra trên toàn thế giới. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, giảm tiêu thụ thịt cũng là cách để chúng ta cứu lấy hành tinh. Hiện nay thì càng ngày việc ăn chay càng trở nên phổ biến. Nếu như cách đây khoảng 20 năm ấy, thì tôi chỉ thấy là chủ yếu là Phật tử hoặc là những cái người mà được bác sĩ khuyến cáo là nên ăn chay hoặc là ăn ít những cái sản phẩm từ động vật ấy, thì họ mới chuyển sang ăn chay thôi. Thế còn thực ra thì bây giờ tôi thấy rất nhiều gia đình lựa chọn ăn chay trong bữa ăn hàng ngày. Đúng đấy ạ, tôi thấy là hiện nay thì các cái nhà hàng chay ấy, cứ vào ngày rằm hay là mùng 1 ấy là cũng rất khó để đặt được bàn. Hoặc là như nhiều gia đình tôi biết là thậm chí là còn đưa các món chay vào trong thực đơn của mình và ấn định là một tháng sẽ ăn khoảng 5-10 ngày là bữa chay gì đấy. Dạ vâng, theo các nhà nghiên cứu thì việc ăn chay rất là tốt vì nó ổn định được nhịp tim này, điều chỉnh được huyết áp và tăng cường được chức năng của hệ tiêu hóa. Nhưng mà việc ăn chay cũng cần phải có nghiên cứu kỹ càng để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là với những người đang điều trị bệnh thì cần có tư vấn của các bác sĩ. Và ngay cả việc lựa chọn thực phẩm, nếu chọn thực phẩm không có nguồn gốc, không những không có tác dụng trị bệnh mà còn có nguy cơ mắc thêm các bệnh vì có thể là thiếu dinh dưỡng hoặc là thiếu đạm nữa.